1. Nam dự viên hạn chế mang theo tiền mặt, các đồ vật cá nhân có giá trị. 2. Tham dự viên phải mang mũ và thẻ trong thời gian tham dự đại hội. 3. Tham dự viên mang theo trang phục lịch sự, gọn gàng, theo hướng dẫn của cha đặc trách. Thank you.
đường lên núi dốc cao cạn về chiều nào lên bước đi nghiêng ngang trên con đường hai này sao hơi chua mang lấy bao nhiêu là đớn đau lòng xót xa nghẹn ngào không thốt lên
đời tình yêu. Của chúng ta thập giá với Chúa Giêsu dâng cao là biểu tượng của tình yêu như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II diễn giải trong các ngôi thánh đường, tại các bệnh viện và các trường học, tại các nghĩa trang. Thánh giá đã trở nên dấu hiệu của một nền văn hóa biết múc lấy chân lý và tự do, tin tưởng và hy vọng từ sứ điệp của Chúa Kitô. Ngài nhấn mạnh trong việc công bố thánh giá Chúa Kitô, Giáo hội trình bày cho thế giới ý nghĩa cuối cùng và trọn vẹn của từng cuộc sống cũng như của toàn thể lịch sử nhân loại. Giáo hội là chính chúng ta. Chúng ta loan báo thập giá cho thế giới khi mang thập giá bước từng bước vào thực tại hôm nay. Trong mầu nhiệm thập giá, đau khổ kết thành niềm vui, tình yêu cho cả cuộc sống hôm nay. Theo tác giả Nino Sanvaneski, không có tình yêu, ta không thể sống. Không có đau khổ, ta không thể yêu. Phải học yêu để sống tốt hơn. Thật thế, biết và cảm nghiệm thập giá là xuyên qua đau khổ để biết yêu. Yêu là chọn cho đi, đi vào đường hẹp, cửa hẹp, tất cả vì tình yêu với Đức Kitô. Yêu Ngài trở nên mọi sự, đặt tất cả mọi sự dưới Ngài. Ngài trên những người thân yêu, trên của cải tinh thần, vật chất, trên mạng sống mình, trên cả hiện tại và tương lai. Cho nên,
thập giá Đức Kitô thật tráng lệ là rừng nào? Thập giá đem lại sự sống chứ không phải cái chết, sự sáng chứ không phải tối tăm, thiên đàng chứ không phải sự mất mát. Đó là mảnh gỗ mà trên đó Chúa Giêsu như một chiến sĩ cao cả bị thương tích nơi chân tay và cánh sườn, nhưng nhờ đó đã chữa lành các thương tích của chúng ta. Cây trái cấm đã tiêu hủy chúng ta, bây giờ một cây khác đem lại sự sống cho chúng ta. Thập giá được khoác trên vai của mỗi người cũng là ánh sáng cứu độ soi đường, như Thánh Gioan Kim Khẩu suy niệm và xác tín. Cây thánh giá là hy vọng của các Kitô hữu, là sự sống lại của kẻ chết, là sự hướng dẫn cho kẻ mù, là cây gầy cho người què, là sự an ủi cho kẻ nghèo khổ, là sự kềm hãm của kẻ giàu sang, là sự hành hạ đối với kẻ xấu xa, là sự chiến thắng ma quỷ, là kẻ chỉ đạo cho người thanh niên, là bánh lái cho những người vượt sóng, là cửa biển cho những kẻ đi xa, là thành lũy cho những kẻ bị vây hãm. Thank you.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, người môn đệ tiến bước đi với thập giá trong cuộc sống. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Sau này, tác giả thư Do Thái gợi mở cho chúng ta. Người môn đệ mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người đã cướp từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Đường đời hàng ngày luôn là đường mang thập giá. Thập giá là những khốn khó gian nan mà con gặp trên đường đời. Con gánh vác, đấu tranh với hy vọng cùng Thầy Giêsu tiến về Golgotha. Thập giá là trách nhiệm công sở con mang với Thầy Giêsu trong tinh thần tuân hành thánh ý. Thập giá là gia đình mà con đang sống, con gánh vác khi chu toàn sứ vụ người cha, người mẹ, người con trong tình yêu. Một đoàn người hành hương bước đi mệt nhọc dưới sức nặng của cây thập giá đè trên vai. Một người trong đoàn không chịu được, liền cưa bớt đi một khúc cho nhẹ. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh rất hài lòng vì sáng kiến đó và cho rằng mình quả thật khôn ngoan. Cuộc hành trình gian truân mang thập giá đã dẫn đoàn người đến trước một vực thẳm. Phải qua vực thẳm vì bên kia bờ là đích đến, nhưng lại không có một cây cầu nào để bước sang. Sau một lúc do dự, không ai bảo ai, mỗi người đều đặt cây thập giá của mình bắc qua vực thẳm.